buổi chiều thôi. Nhiên kéo ra chỗ khác. Vì giờ vẫn còn đang liên tiếp. Vì chưa định thu hết tài năng của những năm thanh thiếu thú kia. Và ở Thái Tử, thần con đế xưa thần Thái Tử đến một nơi mà nơi này sẽ biến Thái Tử rớt hết cả nước mắt này. Nơi nào đấy cả? Là ở Thái Tử theo thần à? Ui ruộng đất kìa, ui ui trẻ con trẻ cái mặc quần rất hết cả đít kìa, ui chúng ta nhìn xa xa quá. Dạ bẩm Thái Tử, đây là Tương Dương Nghệ An đấy ạ. Tuy nơi này có chút nghèo khó nhưng mọi người ở đây hết cùng nhau giúp đỡ để vượt khó đấy ạ. Nhưng mà sao? Dạ bẩm Thái Tử, Thái Tử nhìn đằng xa đâu. Đây là những sinh viên từ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ạ. Họ là những sinh viên cực kỳ nhiệt huyết đấy ạ. Lại Bưu chính Viễn thông ạ. Mà này, các ngươi làm gì mặt mũi lấm lem thế này? Lấm lem nhẹ trai. Dạ bẩm Thái Tử, thần là Đen Bâu, chúng thần tới đây để giúp đỡ cho những người dân nơi đây, từ những việc dạy học cho những em trẻ, cho tới làm đường đi lại cho tới người dân, rồi tới thăm tặng quà cho các hộ khó khăn và còn nhiều việc khác nữa ạ. Thái Tử xem, có những con đường mới vừa mới được đắp lại, có những công trình mới vừa mới được thánh thần thấy xong đấy ạ. Ta thấy chỗ này, chỗ kia đấy, tất cả đều rất tốt. Quả không hổ danh là thần dân của vương quốc Tí Ngu chúng ta, nhiệt huyết thương người. Dạ bẩm Thái Tử, chưa hết đâu ạ. Ngoài những công việc trên, chúng thần còn tự tổ chức các buổi văn nghệ đặc sắc để anh em tình nguyện giao lưu với bà con, cũng như học hỏi, cũng như giải tỏa những mệt mỏi đấy ạ. Thái Tử, vừa may chúng thần đang chuẩn bị một buổi văn nghệ giao lưu với bà con, thần mời Thái Tử cùng anh Phèo đây lắng lại ít phút để cùng thưởng thức ạ. Mời Thái Tử đi xem. Mời Thái Tử ạ. Cho múa hát đi. Dù nắng dẫu gió ai là lúc bước đông lạnh về bỏ hết. Dù nắng dẫu gió ai là lúc đông lạnh về bỏ hết thôn quê xa gần cũng không ngại ngần. Dù bao trong ta không để chúng ta lạnh lòng, mình dùng đôi tay mang được tươi đến muôn nơi. Chúng ta sẽ kết nối tương lai, một sự kiện đặc biệt khi chia, mà sao phơi bày giờ phút đây. Vì nhân viên chúng ta có thể bước vào đời, ngay cả phải xa khi bao ước mơ đã đến rất gần. Cùng đến tới đêm sông ta mặc vào niềm vui đến cho đời, dành yêu thương trong tim này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.